Casemiro xin lỗi người hâm mộ Manchester United. Casemiro đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Manchester United vì một hạn chế khiến anh gặp khó khăn nhưng thề sẽ học hỏi để tiến bộ. Tờ Daily Star, Anh, vừa đăng bài với giọng tiết Casemiro lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Manchester United vì không nói được tiếng Anh nhưng thề sẽ học hỏi. Manchester United đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Casemiro từ Real Madrid với mức giá chuyển nhượng có thể lên đến 70 triệu bảng Anh. Tiền vệ 30 tuổi người Brazil này ký hợp đồng 4 năm, tùy chọn gia hạn thêm 1 năm với đội chủ sân Old Trafford và nhận mức lương 350.000 bảng Anh tuần. Casemiro đã được giới thiệu trước người hâm mộ Manchester United trên sân Old Trafford trong trận derby nước Anh thắng kình địch Liverpool 2-1 ở vòng 3 Premier League. Phải đến hôm qua ngày 25 tháng 8, Casemiro mới xin được giấy phép lao động ở Anh để hoàn tất mọi thủ tục bắt đầu ra sân thi đấu. Dự kiến, Casemiro sẽ có trận ra mắt Manchester United trước Southampton vào lúc 18 giờ 30 phút ngày mai ngày 27 tháng 8 ở vòng 4 Premier League. Casemiro vừa lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Manchester United vì anh chưa thể nói được tiếng Anh. Nó khiến tiền vệ người Brazil sẽ gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với cuộc sống mới tại Anh, cũng như trong quá trình thi đấu, tập luyện tại Manchester United. Tuy nhiên, Casemiro tiết lộ anh có kế hoạch học tiếng Anh càng sớm càng tốt. Phát biểu trên trang web manut.com của Manchester United, Casemiro thừa nhận: "Tôi thực sự xin lỗi các bạn và tất cả những người hâm mộ United vì tôi không nói được tiếng Anh, nhưng tôi muốn học. Tôi muốn học càng sớm càng tốt để có thể học về văn hóa Anh. Tôi sẽ học tiếng Anh để nói chuyện với bạn bè, đồng đội của tôi, tất cả nhân viên câu lạc bộ. Tôi muốn cho họ thấy tôi là một trong số họ." Trong chuyến đi đến sân St Mary's, Manchester United đặt mục tiêu đánh bại Southampton để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở mùa giải mới. Sau khi có trận thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford bằng cách đánh bại Liverpool 2-1, Casemiro tiếp tục nói thêm: "Chà, ngay từ giây phút đầu tiên, các giám đốc của Manchester United đã đối xử rất tuyệt vời với tôi và đó là điều tôi cần. Họ đã cho tôi thấy rất nhiều tình cảm. Và bây giờ, tôi muốn thể hiện càng sớm càng tốt, trong tập luyện và trong các trận đấu. Tôi muốn làm điều đó vì tình cảm mà họ đã thể hiện với tôi, bằng cách ký hợp đồng với tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn ra sân ngay bây giờ. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu." Manchester United là câu lạc bộ lớn nhất nước Anh. Đó là câu lạc bộ có nhiều danh hiệu nhất. Vì vậy, tôi thực sự hạnh phúc và không thể chờ đợi hơn để bắt đầu. Premier League là một giấc mơ để tôi ra sân thi đấu. Đó là một giải đấu tuyệt vời. Sự tôn trọng mà người hâm mộ dành cho các cầu thủ, các cầu thủ dành cho người hâm mộ, các cầu thủ với trọng tài với các cầu thủ, niềm đam mê của câu lạc bộ. Khi bạn đi từ sân bay đến thành phố, bạn cảm thấy rằng đây là thành phố của bóng đá. Tôi nghĩ rằng sân vận động đó cũng tự nói lên điều đó. Mặt đất cũng có hơi thở của bóng đá và tôi rất vui khi được ở đây. Trong 10 năm chơi bóng ở Real Madrid, Casemiro giành đến 5 Champions League, 3 La Liga, 4 FIFA Club World Cup, cùng hàng loạt danh hiệu nhỏ khác như siêu cúp Tây Ban Nha, cúp quốc gia Tây Ban Nha. Ngoài ra, khi còn là một ngôi sao trẻ chơi bóng cho Sao Paulo, Casemiro đã cùng đội bóng của Brazil này giành Copa Sudamericana năm 2012 trước khi chuyển sang Real Madrid. Ở màu áo vàng xanh nổi tiếng của Brazil, Casemiro giành chức vô địch U20 World Cup năm 2011 và vô địch Copa America cùng tuyển Brazil vào năm 2019.